Xin chào các bạn, hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin tiếp tục giới thiệu danh mục thuốc đông y từ viện vị thuốc y học cổ truyền theo thông tư 05/2015 ngày 17 tháng 3/2015 của Bộ Y tế. 19 nhóm thuốc thẩm thấp lợi thủy. 1 là bạch linh, 2 là biển súc, 3 là bàng bông, 4 cỏ ngọt, 5 đại phong bì, 6 đan tâm thảo, 7 địa phù tử, 8 hải kim sa, 9 hải tảo, 10 hoạt thạch, 11 kim tiền thảo. Hai mã đề 13 phòng kỷ, 14 rau mèo, 15 rau ngô, 16 thanh bị, 17 thông thảo, 18 thanh tả, 19 trư linh, 20 tỳ giải, 21 sa tiên tử, 22 ý dị. 20 nhóm thuốc trục thủy. 1 cam toại, 2 khiên ngưu, 3 thương lục. 21 nhóm thuốc tả hạ nhuận hạ. 1 đại hoàng, 2 lô hậu, 3 mật ong, 4 mùi rau, 5 phân tả diệp, 6 vần đan. 22 nhóm thuốc quá thấp tiêu đạo. 1 bạch đậu khấu, 2 chè dây, 3 già cầm, 4 quát hương, 5 kê nội kim, 6 lá khâu, 7 lục thần khúc, 8 mạch nha, 9 ô tạc cốt, 10 sim, 11 sơn tra, 12 thương trùng. 23 nhóm thuốc thu liễm của sáp. 1 là khiếm thật, 2 kim anh, 3 liên nhục, 4 liên tu, 5 ma hoàng, 6 mẫu lệ, 7 ngũ vị tử, 8 nhục đậu khấu, 9 ngũ mai, 10 phúc môn tử, 11 sơn thù, 12 tam thiên tiêu, 13 tiểu mạch. 24 nhóm thuốc ăn thai. 1 là củ gai, 2 tô ngạnh. 25 nhóm thuốc bổ huyết. 1 đương quy, 2 hà thủ ô đỏ, 3 hải mã, 4 long nhãn, 5 tam thầm, 6 thục địa. 26 nhóm thuốc bổ âm. 1 a dao, 2 bạch thượng, 3 câu kỷ tử, 4 hoàng tinh, 5 mạch môn, 6 miết giáp, 7 ngọc trúc, 8 quỷ bản, 9 sa sâm, 10 thạch đồng, 11 thiên môn đông. 27 nhóm thuốc bổ dương. 1 là ba kích, 2 cáp giới, 3 cẩu tích, 4 cốc toái bổ, 5 dâm dương quét, 6 dây tơ hồng, 7 đổ trọng, 8 ích trí nhân, 9 lọc nhung, 10 nhục thông dung, 11 phá cổ chỉ, 12 thỏ ti tử, 13 tục đoạn, 14 vương bắc lưu hành. 28 nhóm thuốc bổ khí. 1 bạch truật, 2 cam thảo, 3 đại táo, 4 đẳng sâm, 5 đinh lăng, 6 hoài sơn, 7 hoàng kỳ, 8 nhân sâm. 29 nhóm thuốc dùng ngoài. 1 bạch hoa xà, 2 lá máu, 3 long não, 4 mã tiền, 5 bùa u, 6 ổ đầu, 7 phèn chua, 8 tử thảo, 9 sa sàn tử. 10 nhóm thuốc trị dung sáng. 1 binh lan, 2 hạt bí ngô, 3 sử quân tử. Công dụng cây thuốc khác. Mời các bạn xem các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh Trẻ Tự Nhiên. Xin cảm ơn.